Chào mọi người. Thì tình hình là mình vừa mới nhận câu cái tắt mở đèn hai kênh cho hai đèn chạy sáng ha. Xe của một dân chơi. Xe của một dân chơi luôn. Rồi để mình test sơ cái mạch chừng vài phút để mình giới thiệu cái mạch này ha, sẵn cho khách hàng họ xem luôn. Rồi thì cái mạch thì bây giờ á, khi mà nó đã bên một cây đèn trắng, một bên một cây đèn vàng đây. Một bên một đèn trắng, một đèn vàng ha, để mình test sơ cái mạch nó tí xíu. Rồi khi mình nhấn một chạm, khi mình nhấn một chạm là đèn vàng sáng ha, nhấn hai chạm là đèn trắng sáng. Khi sáng hai đèn, nhấn giữ đá sau le cả hai cây ha, đá sau le cả hai cây. Bây giờ mình muốn tắt đèn trắng thì hay là đèn vàng, ví dụ mình tắt đèn vàng thì mình nhấn một chạm, rồi tắt đèn vàng thì nhấn một chạm, mở đèn vàng nhấn một chạm. Rồi mình để gì cho anh em dễ thấy nè, một chạm tắt đèn vàng, một chạm sáng đèn vàng. Khi mà tắt đèn vàng rồi thì đá dẫn đá sau le hai đèn. Rồi giờ mở cái này lên, giờ mình muốn tắt con này thì mình nhấn hai chạm. Rồi khi tắt đèn trắng này, nhấn giữ, dẫn đá sau le hai đèn ha. Hai cái đèn này là nó đá qua đá lại, đá qua đá lại thì theo nhu cầu của khách ha, theo nhu cầu của khách. Khi mà bật pha code thì xe nó không có liên quan ha. Đây là đèn cơ. Thì cái khó chỗ mà anh em giải quyết cái vụ mà cái đèn này thôi. Tại cái đèn cơ này cái mạch ở cái công tắc ở đây nó đi thẳng vô cái con này. Khi mà câu qua mà điều khiển con bách xin mà đá qua, câu qua mạch đó, nếu không khéo thì lúc nào cái đèn này nó cũng sáng hết đó. Thì giờ mình rồi tắt hai đèn đây. Bây giờ mình muốn mở cái đèn trắng thì mình nhấp hai cái đó, nhấp hai cái sáng đèn trắng đúng không. Khi sáng đèn trắng mình không muốn mở đèn vàng, mình dẫn bách xin được cả hai cây đó sau le đúng không ạ. Một chạm sáng đèn vàng, một chạm tắt đèn vàng, hai chạm tắt đèn trắng sáng đèn vàng, hai chạm mở đèn trắng đó, nó cứ vậy thôi. Khi mà mình tắt rồi mình dẫn đá sole hai đèn được đó, về dẫn đá sole. Rồi khi mình tắt đèn vàng mình nhắn mình đá nó dẫn đá luôn nha anh em đó. Đây là mạch hai kinh ha, mạch hai kinh sáng hai đèn chạy sáng đó, kết hợp cái này là cái cũ người ta câu rất nhiều công tắc anh em ơi. Của người ta câu rất nhiều công tắc ha. Đó, câu rất nhiều công tắc thì nó quá là rườm rà đi. Khi mà mở bật tắt tùm lum tùm la hết thì họ có cái nhu cầu, họ lên mạch, họ có liên hệ thì tình nghĩa anh em thì mà mình làm thôi, chứ mình cũng không có cái thời gian, mình cũng bận anh em. Đó, thì đơn giản thôi, thì nó test sơ lại cho anh em ha, để mình tách này hai cái đèn ra cho nó dễ xíu. Rồi một bên trắng một bên vàng thì mình muốn tắt thằng nào cũng được. Ví dụ giờ mình nhấn hai cái thì mình tắt thằng trắng. Khi tắt rồi mình nhấn đá nó dẫn đá sau le cả hai bên đó. Giờ mình mở thằng trắng lên, giờ mình muốn tắt thằng vàng thì mình nhấn một chạm tắt thằng vàng, nhấn một chạm sáng vàng nè. Đây mình nhấn cho anh em xem ha, đó, một chạm nè, tại mình nhấn nhanh á, nhấn một chạm nè tắt vàng nè, một chạm sáng vàng nè, một chạm tắt vàng nè. Khi nhấn giữ đá sau le hai đèn ha đó. Rồi giờ mình muốn tắt thằng trắng thì mình nhấn hai cái, hai cái tắt trắng. Khi tắt rồi á thì mình dẫn đá được. Nói chung là hai chạm là tắt một đèn, một chạm tắt một đèn. Đây cái đèn vàng là một chạm. Khi mà tắt hết hai đèn mình nhấn giữ thì đá so le cả hai đèn chạy sáng đó. So le ha, nó nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Tại mọi người nhìn ở đây mọi người thấy vậy chứ đứng ở trước là thấy hai cây đèn nó đá nhảy qua nhảy lại luôn anh em ha. Đó, thì nhưng mà phải thêm một con diode vô nha anh em. Mình để ngoài, mình để mình thử thôi đó. Cái khó của cái đèn cái chỗ này thôi. Nếu mà anh em không tách cái thằng này ra, anh em đưa vào gà le thì lúc nào phao và code cái đèn này nó cũng sáng hết. Cứ mở đèn lên lần này sáng, mở đèn lên lần đó sáng, nó khó chịu lắm đó. Anh em thấy không ạ? Đó, một chạm sáng đèn vàng, hai chạm sáng đèn trắng, nhấn giữ đá sole cả hai cây đó. Giờ hai chạm tắt thằng trắng, hai chạm mở thằng trắng, một chạm tắt thằng vàng đó. Không điện này ghét điên luôn á mọi người ơi. Hai chạm sáng trắng, một chạm sáng vàng, nhấn giữ đá hai đèn đó. Hai chạm tắt thằng trắng sáng, dẫn sáng vàng, hai chạm mở thằng trắng lên, hai chạm tắt thằng trắng. Khi tắt rồi dẫn đá được đúng không. Giờ mình tắt này đó, muốn chơi kiểu nào đó chơi. Anh em mà dạng mà đi đường lô, đường mưa, đường gì đó thì tùy mà chọn bóng đèn ha. Đèn này là của xe ha anh em ha. Đèn này là của xe có sẵn, mình không có mua, mình chỉ câu cái mạch này thôi. Mình câu cái mạch này thôi thì tình nghĩa anh em mến mình nhận mình câu thôi. Chứ mùa này câu cái mạch này nói thiệt luôn anh em luôn, mình câu cái bộ này trừ vốn hết mình là 150 luôn công á anh em.
show hàng với anh em luôn, báo giá với anh em luôn. Chứ còn bình thường nếu mà không 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 tình thương bình thường á, lại trả cho mình 250 để mình câu cái bộ này thì tùy nha. Khi nào mà mình hết xe thì mình ngồi mình câu, với mình có xe thì mình không có bỏ thời gian ra để mình ngồi mình câu cái này để mình kiếm 150 đâu anh em ơi. Một chạm sáng vàng nè. Đó. Rồi vậy anh em ha. Giờ mình cũng kết thúc cái video này để tắm rửa cơm nước mọi người ơi. Giờ chắc cũng 8 giờ. 8 giờ nữa ta, 8 giờ 8 mấy rồi. Thì cái mạch này là mạch 2 kinh ha anh em ha, mạch 2 kinh. Đó, này xe nói chung là của dân hồ, của dân chơi nên chơi dữ lắm. Chơi tà le luôn. Thì cái nhờ mình kết hợp cái này thì mình câu thôi anh em ha. Chào anh em ha. Rồi chào mọi người. Cái này là mạch 2 kinh nha anh em. Đó, mạch hai kinh thì tại sao kêu nó hai kinh, nói chung là mạch ra hai hai đèn thôi. Hai đèn hiện giờ kêu kiểu nào cũng được, thì nó hoạt động thì khách định yêu cầu mình câu là gì, nhưng mà mình thấy đau đầu quá nên mình không có nghiên cứu nữa. Khách kêu á là một chạm mở một cây, hai chạm mở hai cây, khi đang chạy muốn tắt thì nhấn một chạm tắt hai cây. Thì cái đó cũng được đi, nhưng mà nó cái số tiền mà để mình tính cái bộ mạch nó không có được nhiều mọi người, trừ khi nào mà mình in mạch á, mình kêu cái người lập trình mạch á họ lập trình cho mình như vậy á thì nó dễ. Còn cái này là cái mạch này là hai mạch, mình ở nhà mình mạch một chạm, mạch hai chạm, hai cái mình kết hợp lại thôi. Chứ nếu mà mình lấy số lượng mình in mà dạng như mà 500 cái á thì người ta sẽ thiết kế cho mình là cái chức năng nó như vậy. Còn cái này là cái mạch rời, hai mạch mình kết hợp lại nên là chỉ được như vậy thôi. Cố gắng hết sức rồi. Đó thì bây giờ cứ muốn mở một cây nào thì anh em mở thôi. Anh em mở muốn tắt cây nào thì cái đó anh em tự tắt thôi ha. Chứ bây giờ mà anh em kêu mình nhắn một một chạm, một chạm sáng này, hai chạm sáng bên kia, giờ anh em kêu mình nhắn một cái gì nữa tắt luôn hai đèn thì nó cũng hơi hại não tí xíu đó. Vậy là đã ok rồi anh em ơi, mình giải quyết trên một lúc mình mở hai đèn tắt hai đèn cho anh em, vậy là quá ok rồi đó. Rồi vậy anh em ha, chào tất cả mọi người, chào anh em, kết thúc video.